Thưa quý vị, theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu giày dép của Việt Nam đã giảm hơn 13,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tại Đồng Nai, giày dép là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất và là ngành có xuất siêu cao nhất. Xuất khẩu giảm đã dẫn đến nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này. Các doanh nghiệp từ đầu năm đã liên tục cắt giảm lao động, tiết chế lại sản xuất. Trước những khó khăn này, theo các doanh nghiệp, cần có giải pháp trung và dài hạn. Còn trong ngắn hạn, cần ưu tiên giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp để duy trì hoạt động bởi tổng cầu của thị trường thế giới đang rất yếu trong hiện tại. Bên cạnh đó, cần giảm lãi suất ngân hàng, giảm chi phí về logistics, đặc biệt là chi phí cầu cảng, hoàn thuế VAT, thuế đất trong giai đoạn hiện nay.